Xin kính chào quý cô chú anh chị nhà đầu tư đang xem kênh của Thanh Nhi Bất Động Sản Tây Ninh. Thì em tiếp tục ngay chỗ xã Bảo Năng giới thiệu cho anh chị xem một cái căn nhà vườn. Chủ vừa kêu bán luôn nha anh chị. Phía trước mắt của mình đó là con đường nhựa Trường Chinh. Đường nhựa Trường Chinh nó xuyên qua phường Ninh Thạnh và xã Bảo Năng anh chị, rớt nhựa xuống. Rớt nhựa Trường Chinh xuống nè, đó, 50m. Đó. Tới rồi. Tới nhà nè anh chị. Thấy không? Rồi đợi chưa? Để em giới thiệu tiếp con đường bên đây. Đây là cái con đường nhựa Ninh Phú anh chị. Hồi nãy em giới thiệu con đường nhựa Ninh Phú có những tập cho anh chị xem rồi đó. Rớt nhựa Ninh Phú xuống đây khoảng 100 mét nha, khoảng 100 mét tới. Đây con đường này nè, đường trước mắt cái nhà mình anh chị đang chuẩn bị lên nhựa luôn nha. Đang chuẩn bị thi công lên nhựa. Đó. Thấy chưa anh chị? Thấy chưa? Rồi. Em vô giới thiệu anh chị xem căn nhà mình ngày hôm nay giới thiệu nè. Đây nha, căn nhà này là 4 mét nha anh chị. Sau vô 32 mét, thổ cư là 84 mét vuông. Nhà của mình là quay về hướng Tây luôn. Anh chị ơi, nhà này mình mua về anh chị sửa sơ mình ở ha. Đó. Khoảng sân trước nè anh chị. Rồi mình đi vô mình sâu vô căn nhà trong. Xem nè. Đó, anh chị xem nè. Của nhà vườn vừa mới kêu bán luôn anh chị. Đó. Ngang 4 dài 32. Quay về hướng Tây nha, thổ cư 84 mét vuông. À. Giá là 800 triệu còn thương lượng nha anh chị. Đó, 800 triệu còn thương lượng cho quý cô chú nó mình thiện chí luôn. Thì nhà cũ cho nên là em chỉ qua sơ cho anh chị mình xem thôi. Nhà mình thì hiện tại là xây một phòng anh chị. Tại lúc trước có một mình chú đó ở với một người con thôi. Đó. Đây bếp nè, rồi ở đây cái sân sau nhà mình dài. Đất thì mình xây tường xung quanh hết rồi. Đó anh chị. Sân nè. Ngay khu bàn cờ của xóm Ninh Phú anh chị. Ngay khu bàn cờ của xóm Ninh Phú nha. Ngang 4, dài 32. Giá 800 là còn thương lượng luôn anh chị. Đó. Cái này nếu anh chị mua về đầu tư cũng được luôn anh chị ơi. Tại vì giờ cái đường bàn cờ này đang chuẩn bị lên nhựa nữa nè. Rất là đẹp luôn. Nhà mình về sửa sơ thôi. Làm cái cổng đơn giản thôi. Cổng sắt đơn giản thôi là bán được rồi. Đó. 800 còn thương lượng luôn. Đó, sổ có sẵn luôn nha anh chị. Ngay đây là ngay khu dân cư rồi. Ngay khu bàn cờ rồi. Đường này đang chuẩn bị lên nhựa luôn. Bây giờ Bảo Năng là nông thôn mới rồi anh chị. Đường lên nhựa sẽ rất là nhiều luôn. Đó, khu dân cư thang nhà ở thang sát nha nè. Đó, nhựa Ninh Phú đó anh chị. Ra tới nhựa Ninh Phú đó là anh chị. Ra tới nhựa Ninh Phú anh chị đã phải là khoảng thêm 100-200 mét nữa là tới trường học rồi. Dạ, giờ anh chị tài chính thấp á, mình mua đất nhà Bảo Năng ở cho nó gần với Tòa Thánh Cầu Đài này là mình lấy căn này là hợp lý luôn anh chị. Tại bây giờ ở xã Bảo Năng mình giờ kiếm giá này không còn nữa đâu nha. Bây giờ 8-900 mà 900, ở dưới 1 tỷ là phải đi xa lắm á chị. Ở mức ở dưới Hòa Thành, thị xã Hòa Thành mà xuống với cánh Trường Đông đồ này kia dưới 1 tỷ mới có. Đó, bây giờ những anh chị nào lúc trước mà kiếm nhà Bảo Năng giá rẻ thì... xem được cái video này thì alo liền cho anh Nhi nha. Để em giữ chân nha anh chị. Đó, giữ chân chủ nhà. Để cho anh chị lên xem. Lên xem rồi cái mình phân lượng ngay chủ mình mua luôn nha. Rồi thì tới đây em dừng video nha anh chị. Rồi thì cái đây là cái đầu hẻm quẹo vô cái nhà của mình nha anh chị. Đó, bây giờ em sẽ quay cái nhựa Ninh Phú cho anh chị mình xem nè. Chạy chút xíu là tới cái trường học rồi. 200 mét tới trường học anh
đó, rồi anh chị ra chợ Bình An cũng gần nữa, có mấy trăm mét ra chợ luôn. Nói chung là ngay này là ngay cái khu quan tài của xóm Minh Phú Bình An rồi, cho nên là anh chị cứ yên tâm này đó. Anh chị thấy đường trục ngang là nữa cái rồi đó, chuẩn bị làm tới đường nhựa nhà mình nha. Làm bằng rồi móc cống hai bên đó anh chị, mai mốt nó thả cống xuống rồi bắt đầu nó mới phủ nhựa lên nha. Nè anh chị tới trường học rồi nè, đó trường trung học nè anh chị, rất là đông, hay di chuyển là có 200 mét, rất là tiện lợi luôn nha anh chị. Đó chạy giờ mấy cái trục ngang của đường nhựa Ninh Phú với là đường nhựa Trường Chinh đó bây giờ thi công rất là nhiều luôn nha anh chị. Hôm nay mình giờ là lên nông thôn mới cho nên là giờ đường rất là nhiều luôn, rất là đẹp ha.